Xin chào các em, chúng ta sẽ chuyển sang chuyên đề nguyên hàm tích phân. Và trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ học về nguyên hàm và cái phương pháp mà chúng ta tính nguyên hàm, đó là phương pháp đưa về các cái nguyên hàm cơ bản. Với bài học này thì trước hết thì thầy sẽ giới thiệu các em nội dung lý thuyết, những cái công thức về nguyên hàm cơ bản, và sau đó thì chúng ta sẽ luyện tập các cái phương pháp biến đổi về nguyên hàm cơ bản. Khi học đạo hàm thì chúng ta biết là đạo hàm của x bình phương, đạo hàm của x bình phương thì bằng 2. Như vậy thì 2x này được gọi là đạo hàm của x bình. Vậy thì cái x bình này thì được gọi là gì của 2x? Thì người ta gọi x bình này nó là một cái nguyên hàm của 2x. Hay là chúng ta gọi là sin đạo hàm thì bằng cos x. Vậy thì cos x này là đạo hàm của sin. Còn sin thì là nguyên hàm của cos. Và người ta định nghĩa nguyên hàm như sau. Hàm fx lớn xác định trên k, trên một cái khoảng k, được gọi là nguyên hàm của f nhỏ x. Trên k nếu là đạo hàm của f lớn thì bằng f nhỏ với mọi x của k. Như vậy thì chúng ta thấy là f lớn được gọi là nguyên hàm f nhỏ nếu như đạo hàm của f lớn thì là bằng f nhỏ. Chúng ta xét một số ví dụ. Ví dụ là x lập là một nguyên hàm của 3x bình, bởi vì khi đạo hàm lập thì chúng ta được 3x bình. Hay là chúng ta có sin x trừ sin x là một nguyên hàm của cos x, bởi vì khi chúng ta đạo hàm cos x thì chúng ta được là trừ sin x. Ý thứ hai, là chúng ta chú ý và nhận xét sau đây. Nếu như f lớn là một nguyên hàm của f nhỏ, và nếu f lớn là một nguyên hàm f nhỏ thì chúng ta có f lớn x cộng c, trong đó c là hằng số, với c là hằng số cùng là nguyên hàm của f nhỏ, cùng là nguyên hàm của f nhỏ. Bởi vì là khi f lớn là nguyên hàm f nhỏ thì chúng ta có đạo hàm f lớn thì bằng f nhỏ, và đạo hàm của f lớn cộng c thì chúng ta chú ý rằng c hằng số nên đạo hàm bằng 0, do đó đạo hàm của f lớn cộng c cũng chính là f nhỏ. Như vậy thì chúng ta có f lớn cộng c cũng là nguyên hàm của f nhỏ. Và khi đó thì người ta chỉ hiểu cái nguyên hàm như sau. Nguyên hàm của fx dx thì bằng f lớn x cộng c bằng f lớn x cộng c.
Ý tiếp theo là chúng ta quan tâm đến các cái tính chất chúng ta có các cái kiến thức sau đây. Thứ nhất là nguyên hàm của một tổng, nguyên hàm của một tổng thì bằng tổng các nguyên hàm, bằng tổng các nguyên hàm. Và tương tự thì chúng ta có là nguyên hàm của một hiệu thì bằng hiệu các nguyên hàm, nguyên hàm của một hiệu thì bằng hiệu các nguyên hàm. Tính chất thứ hai là chúng ta có nguyên hàm của đạo hàm fx là gì, thì nó sẽ là hàm số mà khi đạo hàm ra thì bằng f vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ nhận thấy là f cộng với c. Tính chất tiếp theo là một hàm số k nhân với fx thì bằng k nhân với nguyên hàm của fx dx, trong đó là k khác không. Ý tiếp theo thì chúng ta quan tâm đến các cái nguyên hàm cơ bản. Bạn các nguyên hàm cơ bản và các nguyên hàm cơ bản thì chúng ta có các cái nguyên hàm sau đây. Nguyên hàm của x mũ alpha dx thì bằng x mũ alpha cộng 1 trên alpha cộng 1 cộng với c. Ở đây các em chú ý rằng là alpha khác âm 1. Chúng ta chú ý rằng là để kiểm tra kết quả này đúng hay không thì chúng ta chỉ việc là lấy đạo hàm của bên này xem nó có bằng alpha không. Rồi chúng ta có là nguyên hàm của dx trên x thì bằng loganife trị tuyệt đối x cộng c. Rồi nguyên hàm của sin nguyên hàm của sin x thì bằng trừ cos x, bởi vì chúng ta có đạo hàm của trừ cos x chính là sin. Rồi nguyên hàm của cos x thì bằng là sin x cộng c. Rồi chúng ta có là nguyên hàm của e mũ x của a mũ x thì bằng a mũ x trên loganife của a cộng c. Ở đây chúng ta chỉ thấy là a lớn hơn không khác một. Và trong trường hợp là a bằng e thì chúng ta có nguyên hàm của e mũ x dx thì bằng e mũ x cộng c. Rồi chúng ta có là nguyên hàm của dx trên căn x thì bằng 2 căn x cộng c, bởi vì là căn x đạo hàm, căn x đạo hàm thì chúng ta biết là bằng 1 trên 2 căn x. Vậy thì 2 căn x đạo hàm thì được là 1 trên căn x. Chúng ta có nguyên hàm của dx trên sin bình x thì bằng trừ cotan x cộng c. Và nguyên hàm của dx trên cos bình x thì bằng tan x cộng c. Ở đây là thầy vừa giới thiệu các em một số nguyên hàm cơ bản. Vậy thì một vấn đề đặt ra là khi mà chúng ta gặp một bài toán thì nguyên hàm mà đây không phải x mà đây là u và chúng ta có thể viết được du thì cái công thức tính sẽ như thế nào? Thì hoàn toàn tương tự thì chúng ta có được là u mũ alpha du, nếu chúng ta thay đồng loạt x với u thì chúng ta cũng có được kết quả là u mũ alpha cộng 1 trên cho alpha cộng 1 cộng với c. Rồi du trên u
thì bằng logan p của trị được đổi u cộng với c, rồi sin u d u thì bằng trừ cos u cộng với c, và cos u d u thì bằng sin u cộng c. Còn ở đây là a u d u thì bằng a u t logan p của a cộng c, e u d u thì bằng e u cộng c, d u trên căn u thì bằng hai căn u cộng với c, và nguyên hàm của d u trên cho sin bình u thì bằng trừ cotan u cộng c, và nguyên hàm của d u trên cos bình u thì bằng tan u cộng với c. Như vậy là chúng ta có một số công thức và tính nguyên hàm cơ bản. Ở đây thì các em cần chú ý rằng là nếu như chúng ta quên cái công thức đó đi, nếu chúng ta bị quên công thức thì chúng ta có thể khôi phục nó từ kiến thức về đạo hàm. Ví dụ chúng ta muốn biết được là nguyên hàm của x mũ alpha dx là bằng gì thì chúng ta phải nhớ lại xem là chúng ta phải tìm xem là có cái hàm nào đạo hàm ra thì bằng mũ alpha. Hay tương tự tại thế, muốn tìm nguyên hàm của sin dx thì chúng ta phải tìm cái hàm mà sao cho là đạo hàm nó ra thì bằng sin dx. Và điều đó thì có được bằng cách là các em phải nhớ là từ các cái nguyên hàm cơ bản. Sau đây chúng ta sẽ xét một số ví dụ. Chúng ta xét ví dụ thứ nhất là tính nguyên hàm căn x căn x căn x dx ở đây với là x căn không. Ở bài toán này thì các em sẽ thấy rằng là ở đây có căn nhiều tầng và nó cũng không có dàn của các cái nguyên hàm cơ bản. Như vậy thì chúng ta phải tìm cách để biến đổi về nguyên hàm cơ bản, và để biến đổi cái biểu thức này thì chúng ta chú ý rằng là căn x căn x căn x thì được hiểu là x căn x là x mũ 1 phần 2, căn của căn x là x mũ 1 phần 4, và căn của căn x là x mũ 1 phần 8, và như vậy thì chúng ta được là x mũ 7 phần 8. Như vậy là chúng ta có là y 1 thì bằng nguyên hàm của x mũ 7 phần 8 dx. Vậy là chúng ta thấy có dàn của cái công thức thứ nhất này, trong đó alpha chính là 7 phần 8 nên chúng ta được là x mũ 7 phần 8 cộng 1 trên 7 phần 8 cộng 1 cộng với c, hay là x mũ 15 phần 8 đây là 8 phần 15 cộng với c. Chúng ta xét sang ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai là tính nguyên hàm y hai bằng x bình cộng x cộng một tất cả bình phương dx. Ở đây thì chúng ta thấy là chưa có dàn nguyên hàm cơ bản, vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ biến đổi để đưa về được nguyên hàm cơ bản. Thì với bài này thì chúng ta sẽ khai triển ra, em nhớ lại cái cách khai triển a cộng b cộng c tất cả bình, vậy được là x mũ 4 này cộng với x bình cộng 1 cộng với hai lần x là hai x lập này cộng với hai x bình phương và cộng với 2x dx.
Và chúng ta làm gọn lại thì sẽ được đây là x mũ 4 cộng với 2x lập cộng 3x bình phương cộng với 2x cộng 1 đến chúng ta sẽ sử dụng là nguyên hàm của một tổng bằng tổng các nguyên hàm. Vậy thì nguyên hàm của x mũ 4, nguyên hàm của x mũ 4 thì nó sẽ bằng là x mũ 4 cộng 1 tức là 5 trên 5. Còn nguyên hàm của 2x mũ 3 thì sẽ bằng là 2x mũ 4 trên 4. Nguyên hàm của 3x bình phương thì bằng 3x lập trên 3. Như vậy thì chúng ta là nguyên hàm của 2x thì được x bình và nguyên hàm của 1 thì được x và cộng với c. Như vậy thì chúng ta có thể làm gọn ở đây thì chúng ta sẽ được là x mũ 4 trên 2. Như vậy ở bài toán này thì chúng ta đưa về nguyên hàm cơ bản bằng cách chúng ta sử dụng cái hàm đẳng thức. Chúng ta xem sang một ví dụ thứ 3 là tính y3 thì nguyên hàm của sin mũ 3 sin bình phương x đến. Chúng ta thấy rằng là nguyên hàm của sin bình phương x cũng không phải là dạng cơ bản. Như vậy thì chúng ta muốn làm được thì chúng ta phải đưa về dạng cơ bản. Và chúng ta đưa bằng cách nào? Ở đây thì chúng ta phải biến đổi về sin bình. Thì các em chỉ rằng là sin bình phương thì chính là 1 phần 2 của 1 trừ cho cos 2x dx. Và chúng ta có là tách được thành hai cái nguyên hàm. Đây là 1 phần 2 cos 2x. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cos u thì phải d u phải tính được. Do đó ở đây chúng ta mạnh dạn là đưa vào là thành d2x. Nhưng mà các em chỉ rằng là d2x ấy, vi phân 2x thì chỉ bằng là 2 lần dx. Vậy là chúng ta phải chia 2 lần là thành chia 4. Và như vậy đã được là nguyên hàm của d là x rồi nguyên hàm của cos 2x cos u du nguyên hàm cos u du thì chúng ta chú ý công thức này cos u du thì sẽ bằng sin u cộng c vậy bằng 1 phần tư sin 2x cộng với c. Chúng ta xét sang ví dụ thứ tư là hãy tính y4 là nguyên hàm của 2 mũ x nhân với 3 mũ x cộng 1 dx. Chúng ta thấy rằng ở đây chưa có dạng cơ bản. Như vậy thì chúng ta phải biến đổi để đưa về nguyên hàm cơ bản. Thì nguyên hàm cơ bản đối với mũ ở đó là nguyên hàm của a mũ x dx hoặc là e mũ x dx. Như vậy thì chúng ta biến đổi là thành 3 mũ x cộng 1 thì các em chỉ rằng bằng 3 nhân 3 mũ x và 3 mũ x nhân 2 mũ x thì được 6 mũ x đến. Và hàng số thì chúng ta phải cho ra ngoài. Còn nguyên hàm của 6 mũ x thì chúng ta dùng để công thức này. Vậy thì bằng gì? 6 mũ x trên cho logan P6 cộng với C. Chúng ta xét sang ví dụ thứ 5 và tính y năng bằng nguyên hàm của d trên cho 3 x cộng 1. Ở đây chúng ta thấy chưa thấy cái dạng cơ bản vì là chúng ta thấy chú ý rằng là nếu mà màu là du trên u màu là u thì tự phải là du chúng ta mới tính được. Vậy thì để giải bài toán này thì chúng ta sẽ đi tìm cái mối liên hệ giữa d 3 x cộng 1 và d. Chúng ta biết rằng là d của fx ấy, thì chỉ là bằng đào hàm của fx nhân d. Vậy ở đây thì được là đào hàm 3 tức là 3 đào hàm của 4 là 0. Vậy chúng ta được là 3 d. Vậy y năng thì chính là 1 phần 3 của nguyên hàm d 3 x cộng 4 trên cho 3 x cộng 4. Và
theo công thức đây D U T U nguyên hàm D U T U bằng loga nem pe của thị trấn của U. Như vậy thì chúng ta sẽ được là 1/3 loga nem pe thị trấn của U 3 cộng 4 cộng C. Chúng ta xét sang ví dụ 6 là tính Y6. Nguyên hàm Y6 là bằng dx trên cho sin bình phương của x trên 2. Chúng ta thấy rằng là với cái công thức này thì du thì phải trên sin bình u, nhưng ở đây chúng ta có đây có dạng sin bình u, vậy thì chúng ta phải biến đổi cái dx theo du. Thì chúng ta có là d của x trên 2 thì chính là bằng 1/2 dx, hay là dx thì chính là bằng 2 lần dx trên 2. Vậy là y6 thì có thể viết lại thành 2 lần d của x trên 2 trên cho sin bình phương của x trên 2. Mà 2 du trên sin bình u thì sẽ bằng là trừ cotan u cộng c. Như vậy là trong bài học này thì thầy cũng đã giới thiệu cho các em cái khái niệm nguyên hàm. Chúng ta biết được các cái tính chất và các cái nguyên hàm cơ bản, chúng ta cũng thực hành với một số ví dụ. Thì cái tính khi các em muốn tính nguyên hàm thì các em phải xác định là cái biểu thức đó nó có dạng của nguyên hàm cơ bản nào, và sau đó chúng ta sẽ biến đổi về dạng nguyên hàm đó. Ở đây ví dụ như bài 6 thì chúng ta thấy là có dạng là du trên sin bình u, vậy thì chúng ta phải biến đổi để cho cái dx này trở thành d trên 2. Hay là với dạng này thì chúng ta thấy có dạng là du trên u, mà ở đây mẫu là u rồi nên chúng ta phải biến đổi từ dx này thành du. Hay là ở đây chúng ta phải có đơn vị thừa thì hàm số mũ, như vậy thì chúng ta sẽ biến đổi để đưa về dạng là a mũ x d. Và trên đây là một số ý mà thầy muốn truyền đạt cho các em, và thầy chúc các em thành công khi chúng ta học đủ.